Ơi, chào buổi chiều ngày 6 tháng 9 2023 đó anh em cô chú ơi. Như mọi ngày anh em vừa uống mẹ ly tà móc câu cái vừa xôi cái máy que phu bột vút vút anh em. Vút mà vút cái dạng tích cực lắm, dạng còn khá anh em. Rồi quay sơ qua vòng cho anh em coi cái máy nó chưa chạm. Dòng thấy gòn này có lý rồi anh em. Chúc anh em cô chú lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng phát tài anh em cô chú. Thấy ron này thấy thấy rin đó, nhưng mà tháo ra mới chắc ăn anh em ơi. Nhìn phong thấy thì cốt nhông cũng khá anh em cô chú. Cốt số nè anh em. Khá, nói chung món nào cũng dốt dốt khá, dốt khá. Hy vọng là tháo ra nó đồ cho nó ngon, đỡ anh em, đỡ đỡ lỗ, đỡ có lời nhiều, đồ không ngon thì bán không được giá anh em, đồ ngon thì có lý. Rồi, quay sơ qua dòng cho anh em coi cái đầu ở tê nè anh em cô chú. Tháo liền anh em ơi. Nhóm ra thử cái anh em ơi. Wow, có lý anh em cô chú. Chúc mừng cho ông anh là mua bộ ba nắp này. Tới công chuyện thì chứ. Trời ơi, nó đẹp, trắng phiếu là mới chạm lần đầu anh em ơi. Trời ốc nè. Rồi nó tinh vi luôn anh em. Tinh khiết luôn chứ nó lộn. Cái hoa lăng, bà mẹ cái hoa lăng. Khá quá khá nè anh em cô chú. Tấn là lụa nè. Trời ơi, cái sơn để y như tông bịch mới ra luôn anh em. Nó tươi luôn, nó tắn luôn chứ không phải là nó ngà ngà chiếu 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 luôn á. Ông tài nắng anh dạ vô anh em thấy vậy chứ ở đây nhìn bằng mắt thường mê chết đi được anh em ơi, ghiền cái nghề này. Rồi tháo tiếp tục nữa anh em cô chú. Rồi chào anh em cô chú, tháo được phân nửa rồi, hên anh em ơi, chưa chạm ốc tông vắt tinh khiết luôn anh em. Giờ thấy mấy cái răng tông vắt thì là máy chưa chạm, cái tông ART ở tăng đa anh em ơi, tông khá đẹp. Đầu lòng này đẹp anh em cô chú. Tất ART sơ mi tu tủa đâu để hơi cho anh em cô chú coi, ron đầu không rách luôn. Anh em về để ta vô bình thường. Cái dơn căng anh em cô chú. Đầu tay mức mực luôn. Căng anh em. Không có rơ lắc, anh em về khỏi ép khỏi làm hết, đưa vô là im phăng phắc luôn. Anh em nào mua bộ ba nắp này đẹp quá anh em ơi, không ngờ nó đẹp dữ vậy. Tháo lỡ tên xe mình thấy tưởng đâu tông này nó cũng bày hay đâu, đâu có tày sơn xước gì đâu, bán có 750.000 anh em chú. Bộ nước sơn này qua bán 700 mà thấy nó đẹp quá, xin ông anh thêm 50 nữa chuyển. Nồi chưa chạm nghe anh em nè, chưa chạm nè, bố ghiên chưa chạm ốc tông vắt này với ron nó khu queo này nè, ron con zin này. Làm dấu sẵn luôn anh em thấy không, nó bên đây một gạch bên đây hai gạch táp vô. Nồi này không hú không gió tí nào hết anh em cô chú. Anh em nào mua bộ nồi này xài đã đời ha. Nhớt hơi tối nè anh em, về kỹ tháo cái bộ nồi sau vô mấy lá bố hãng mới vô thôi. Tước đừng có làm anh em, bị bố này nó dày quá trời anh em cô chú. Hỏi thay chạy cũng được mà anh em, lần tốt không có nhiêu tiền, có tâm mấy thay bộ bố mới vô đi cho nó đã anh em. Chạy sẵn đưa vô nó bền. Rồi tạm ngưng tháo tiếp, anh em thấy cốt nó không? Tắn tươi. Dính nhớt cái chùi ra cái anh em thấy tắn. Rồi. Rồi tạm ngưng tháo tiếp, quay nữa anh em ơi. Đợi vài chục giây có liền anh em cô chú. Rồi ZX bấm biển rồi anh em cô chú ơi. Chắc là tới đây chắc mời tháo anh em cô chú nào chốt nguyên con ngày đêm nay nha. Mời Quốc à, quá trời sạch sẽ sáng sủa anh em một chút. Xe đẹp, cái máy hết thuốc cái máy này rồi, để thử lần nữa cho anh em coi cái máy. Trời ơi, nó nổ gan ti, anh em nghe cái đầu, coi cái đầu nó màu mỡ. Bình xăng anh em một chút. Nắp. Nổ cái gì mà không nghe nổi luôn, em nó im á.
Đồng hồ đẹp anh em, mức mức luôn. Kim lên đầm, nút công tắc, màu mở nó số đồ nó còn hết anh em chú. Rồi quay sơ qua cái gì cho anh em nghĩa cái mời tháo anh em cô chú. Anh em nào có đặt đồ chuyển khoản trước luôn cũng được nữa. À, không mấy sáng đi anh em, để đêm nay nhiều khi có người ta mua nguyên xe. Rồi tạm vô quay cái máy phù bọc liền cho anh em cô chú coi. Trời, cái máy này bà cậu độ anh em ơi, đẹp. Anh em nào mua bộ lóc sườn lóc giấy này để cái ron riêng còn luôn anh em. Đấy, cái ron này về anh em ráp vô thành máy chưa trẻ luôn, còn thẳng băng luôn, không có rách miếng nào đó. Máy giờ là hên xui chứ không có còn coi như hồi đó, mà nói hôm máy chưa chạm mua về chắc ăn là máy ngon đâu. Giờ tháo ra hên xui rồi anh em ơi. Chạm hay không tháo ra mới biết anh em cô chú. Giờ tháo ra rồi mới biết là máy chưa chạm mà nó đẹp ngất ngay nè. Nên coi cái tay số nó không có một cái mọt nào đó, nên yên tâm. Gần nhà máy còn y xì luôn. Số này whip luôn anh em. Lâu lắm rồi mới thấy số khu 1 mà nó hoàn hảo vậy anh em. Cái máy này của cái máy AAB luôn nha anh em cô chú, máy Thái luôn nha, chứ không phải máy Việt. Nè cái cốt nhôm có mòn nhẹ, cái dài phần trăm là anh em thấy không? Chứ không có đáng kể anh em, có mòn hơi mòn nhẹ. Trời ơi, nó gợn nhà máy nó còn mà chấu chiếc đồ anh em thấy. Bốn chân. Tinh mơ luôn. Hết biết anh em ơi. Rồi cái cùi bên kia nữa anh em thấy, từ cây cốt, hai cây cốt của nó tuyệt vời luôn anh em. Mình soi rồi anh em khỏi lo, nó không có mọt mẹt gì đó. Số 2 rồi cũng có vậy. Có anh em ơi, đẹp, nói chung là căng. Gần anh em thấy gần hạt lũ y xì không, có dấu gì đâu nè. Hay cái mí khớp của nó nè. Chung là căng anh em của chú ơi. Bao anh em của chú thấy là to tê tái luôn, nhìn tê cả ngẫm luôn chứ không có miếng mồm nào mà thọt chú chê được á. Hết phương không. Bộ này 1.4 triệu nè, anh em nào lấy bán giảm giá cho nhanh cho anh em, bán anh em 1.2 triệu cho anh em của chú. Một số này chuyển khoản trước gửi hàng sau mà anh em tự trả tiền ship, bán giá rẻ nha anh em một chút. Số này 1.2 triệu là anh em biết rồi. Chỉ có xe nhà mở nó mới có giá về thôi, chứ còn mua về bán lại làm sao bán nổi anh em. Cái cốt rút ra cái xước anh em nè. Tốt mà nè, không có cong nha, ngay băng luôn, vàng khè luôn. 1.200.000 hơi rẻ anh em cô chú, nào mua sau thông cảm anh em, tại vì mình có con xe có con bộ duy nhất, anh em nào mua trước thì ok, rồi anh em nào mua sau thông cảm đợi xe sau, chứ giá nó quá rẻ cho nên mình biết lên là có thể nó bay nhanh lắm. Cho nên anh em nào có theo dõi ủng hộ kênh nó Phụ Tùng Tí Hon thì cứ theo dõi chốt trước. Số Thái tầm cái máy AAB luôn, cái lốc AAB luôn. Khu chờ 1 đời 209 giáp mí 2000 này. Độc đáo lắm anh em ơi. Máy này độc, để hơi cho anh em coi đồ nó độc như thế nào mới gọi là độc. Cái nồi của nó cho anh quay cái cho tấm chỗ. Hay là quay cái dơ lóc cho anh em coi thước cái ta, dơ lóc cho anh em coi cái AAB này cho anh em hấp dẫn ra đi ha, chuyển qua nồi. Nè, nó lóc AAB thấy không? Chứ không phải là HQN á. Coi cái độ nhôm của nó nè, nó bóng mồng luôn rồi nè. Tê cả ngỗng ăn. Nhìn thấy nó bóng mồng của Thái mà, nó không có sớ sớ như của HQN nè, anh em coi nó tinh vi nè, tinh khiết luôn. Cái màu dơ nó vàng nè anh em thấy. Thứ nhất nữa, thứ hai nữa là ngay cho cái bộ lửa anh em thấy không bao giờ rỗ nè.
Thái anh em ơi. Đấy. Giờ này chắc đóng không ra rồi, của Thái nó gáp rồi đóng không ra, để dính nguyên bộ luôn anh em nào lấy bán anh em 2 triệu bảy nè. 3 triệu bớt anh em 3 tâm á, lấy 2 triệu bảy. Thấy không? A A B nha. Nhìn tê cả ngóng mà chứ không phải mà. Dốt dốt nha anh em cô chú. Cái máy xe này anh em biết xe hai mấy triệu thôi mà anh em biết rồi, chứ đừng có bì với xe Hà Nội mà cái loại không như 5, 6, 7, 8 triệu, 5, 6 triệu chiếc. Anh em bì giá tội nghiệp em Út nha. Có so thì so với cái hàng đấu xe 1 của anh em cô chú. Cầu thủ đá xe 1 mà anh em đem đi chuyển nhượng mua với giá loại đá ao làng này chết người ta anh em cô chú. Xe hai mấy triệu mà anh em so sánh với loại xe 7, 8 triệu nó hơi cực khổ chỗ đó. Quên cái báo số này, cả tổng bộ số nữa nha anh em cô chú. Số 1 triệu 2 này có cái báo số nữa anh em ơi. Báo số này hết trăm mấy, 200 mẹ rồi. Rồi. Lốc 2, do lốc 2, 2 triệu 7, 2 rưỡi bớt cho anh em lấy 2 triệu 7. Rồi tới cái nồi. Đó, cái nồi này thì nó không hú, không giống, không hước. Tất tần tật đều không, mà có một cái nó hơi phiết cái nhông nè. Và đi phiết âm dương này anh em đừng có sợ, về phiết cũng cỡ hai tờ giấy lịch của anh em, hơi sâu anh em ơi, có phiết nhưng mà chạy vẫn bốc bố này anh em coi về cui luôn à. KFL anh em thấy không, chết là chết cái AKFL của Thái này anh em thấy không? Đắt 2000. Xe 99 mà nó mới gắn vô này vô 2000 thôi. Đóng chữ sâu là anh em thấy không? Không hú anh em ơi. Rồi giống cái nồi quay Thái tầm 10 nè cô chú. Y tân khác gì. À, nó hơi phiết, hơi xấu xấu. Bán anh em nồi này hủ nghỉ chơi thôi. 2 triệu rưỡi cho anh em một chút. Không hú, không gió. Anh em về kỹ thay 4 lá bố sao. Cho nó 2 triệu 7 cũng chưa được 3 triệu bạc. Ship sót đâu nữa. Mà anh em sở hữu cái nồi tâm 10. Y tân nồi quay Thái tâm 10 luôn. Nó không hú cái chạy cái hơi của quay Thái tâm 10. Không gió. Gồm gì? Gồm nguyên cái dàn ép đó nè. Bộ nồi trước sau nguyên dàn ép ốc chỉnh nè. Anh em thấy chưa có dấu viết gì đó. Rồi. Bộ ép nè, trà chuông nè. Khâu khiết rồi bỏ hết cho anh em. 2 triệu bảy anh em cô chú. 2 triệu rưỡi cho anh em cô chú ơi. Này sáng gà nó quay 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 hoài. Khó chịu quá thôi. Ngã hoài. Đó, nồi trước, nồi sau, bộ ép. Tình 2 triệu 500 ngàn. Nồi phu 1, tâm 10, y tân, nồi quay Thái. Không hú. Anh em nào có một bộ duy nhất, anh em nào nhanh tay ủng hộ thì còn, anh em nào chậm thì đợi xe sau. Anh em thấy cái đầu lòng này anh em biết phê. À, rồi củ đề anh em. Củ đề này có chạm anh em cô chú, nhưng mà nó đẹp, đề im. Có chạm thay than, rồi nó đẹp nè anh em, ngất ngay không. Đắt 2000 anh em cô chú. Từng 25. Tháng 1 gì đó, không biết. Cái này đóng sao ta? Ngày 25 tháng 1 năm 2000. Nhìn là giáp với 99 anh em ơi. Tem còn đã đời ông địa luôn. Có chạm thay than. Để im ghê. Củ này bán cho anh em 500 anh em cô chú, 500 ngàn thôi.
Bộ ốc anh em cô chú ơi, bộ ốc khá ốc nè. Ốc phù ốc căng nè. Ống sáo cực kỳ luôn nè. Nắp nhựa tấn phiếu luôn, nắp toàn. Ốc này dốt dốt chơi được nè anh em. Không đến độ sét. Bóc lại từ con cho anh em coi. Khá ốc anh em ơi. Đẹp anh em ơi, khá đẹp chứ không có tệ. 350.000 đi anh em cô chú. Phu một mà. Rồi, đã đợi ông địa không? 400 đi nữa, bán anh em 350 á. Nổi cái bộ ống sáo tăng cam với cái nắp chặn nữa 200 mẹ rồi. Rồi, bình xăng con anh em coi chú. Anh em coi bít tông ga nè. Có tí xíu nhẹ nè, chưa đến đổi anh em. Tôi mà phớt nặng tôi bán rẻ anh em thì cái này nó quá đẹp. Bán cho anh em cái bình này 1 triệu anh em coi chú. Ai lấy co bao tử luôn thì 1,2 triệu. Còn co bao tử bán lẻ 300. Cái bình 1 triệu gồm mấy cái ống xăng dư với gồm cái hiếp luôn anh em coi chú. Thôi nó vàng nè anh em. Dây đây mà tiểu quạt anh em rút vô mấy cái xe rim, xe quay rồi anh em đi nó phê. Đã lắm, ngọt ngào, găng ti nổ như như luôn. Anh em đi quay nhỏ nên mua bình này đi anh em cô chú. Thêm có mấy trăm ngàn nữa, bình kia cũng 6-7 trăm. Rút vô đi. Nhớ tới phụ tùng tí hon liền. Tê cả ngỗng luôn, nó im. Mà nó bốc. Cái bộ đầu lòng bắt đầu tới cái bộ đầu lòng nè anh em ơi. Đẩy nhớt rồi vô đặng hơi đẩy cái bê tông vô để cát nè. Ôi, sợ cát nó dính ruột hờn. Cho anh em coi cái sập sớ nè cái. Đó, sập sớ anh em thấy không? Chưa có tẩy xước, ta không có lớp B ha. Như mơ luôn em ơi, cái tông đẹp. Anh em coi kỹ lần nữa nè, KFL nè anh em thấy nè. Nó bên đây là ART mới là đúng cái tông theo xe ở tăng đa nè cô chú, zin. Chưa chạm. Anh em thấy sọc nó không? Đầu lòng này khoảng 3,2 triệu mới vừa anh em, mà tính anh em 3 triệu đi. Anh em nào mua trước thì cảm ơn anh em, là anh em nào chốt trước nhờ bớt 200 ngàn để anh em mua bạc rồi anh em thay mới đồ lại. Trút vô đi cho nó đã. Xe này thử qua anh em thấy không có khói đó, nhưng mình nhóm ra nhóm vô về gáp vô thế nào nó cũng có. Chờ một bạc hãng luôn, bớt cho anh em 200, tính anh em 3 triệu. Bao anh em mới chưa chạm ở tăng đa. Đầu lòng 3 triệu mà cho tặng theo anh em kèm theo là sen cam với bánh lòng bánh tăng nè. Để mình canh cái máy lại cho anh em coi đầu lòng 3 triệu gồm gì. Gồm nắp 4 lỗ, nắp toàn, nắp cò đầy đủ vậy đó. Nó với hai con ốc này nữa. Rồi 3 triệu nha anh em. Đó anh em thấy không, nắp toàn, nắp 4 lỗ. Đầu lòng ít tăng đa ET đàng hoàng anh em cô chú, không phải đồ HQN nha. Cam cò nè. Riêng chưa chạm. Rồi. Lấy cái bộ lửa vô cái nữa nha anh em cô chú. Tới cái bộ lửa. Bộ lửa này là bao anh em là lửa theo xe nha. Nè có cánh là của cái có logo cánh chuồng của Mitsubishi nữa. Mitsubishi nó lộn.
Mitsubishi là xe hơi ô tô anh em. Mitsuba là của Honda, của cái hãng ếch cánh chuồng đó, giống như là con ếch chuồng á. Nó là hãng của Mitsu. Rồi anh em thấy cái cục lửa không? Thôi coi nào. Ơi cho anh em quen vào đây, cho anh em nghĩa một cái hết biết cái bộ lửa này. Cái này anh em ơi, thằng lằn chưa có cái dấu đề điếc gì tân nè, nhô cao luôn. Trời, cái máy này ưng ý thiệt cho anh em cô chú, từ cái lóc, cái ron, cho con ốc, con tán, cho tới cái đồ. Từ cái dên, cái nồi, cái đầu, cái lòng. Cái chất này nè, nước sơn, cái mực, cái dây sơn đó nè anh em cô chú, hết chiếc xô quần anh em. Mấy cái này đấu xe một anh em cô chú, 1,5 triệu đi anh em cô chú ơi, người bán anh em 1,4 triệu thôi anh em cô chú, bớt anh em tâm nữa đó. Quá trời đẹp, chính tâm bụng là chừng 1,2 triệu là bộ lửa đối với mình là quá mắc rồi, mà không ngờ nó về nó đấu xe một anh em cô chú. Anh em chú phụ mình 200 đó là 1,4 triệu. Bộ lửa là gồm thớt đề, sơn đề, dĩa đề, thằng lằn đề, mấy cái con ốc kẹp với cục lửa, lửa bao anh em luôn, là dây chạc không có cắn, không có đứt, không có nối gì hết, mì mèo. Anh em dòng cái tầm này mà làm sao mà yếu được, nó riêng mà nó riêng mới anh em cô chú. Rồi hết clip anh em cô chú, cảm ơn anh em cô chú đã xem tin. Chúc anh em cô chú may mắn, hạnh phúc, phát tài anh em cô chú. Chào anh em, chào cô chú.